Báo cáo nhanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội cho biết, ngày hôm qua ngày 6 tháng 11, ngày đầu tiên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông được đưa vào hoạt động khai thác thương mại, đã có gần 25.700 hành khách đi tàu, đa số là những người dân lên tàu để trải nghiệm. Trong ngày đầu tiên khai thác, đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã có 109 lượt tàu phục vụ hành khách. Tỷ trọng hành khách vào ga được phân bổ, ga Cát Linh 30,1%, ga Yên Nghĩa 20,2% và 10 ga giữa 49,7%. Đây được xem là kết quả khả quan với đa số hành khách hài lòng với quy trình, thủ tục đi tàu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội sẽ tiếp tục miễn phí cho người dân trong 15 ngày đầu. Sau 6 tháng kết thúc hoạt động giai đoạn 1, các đơn vị liên quan và thành phố Hà Nội sẽ có đánh giá tổng quan về tuyến đường sắt đô thị đầu tiên này nhằm bổ sung điều chỉnh lại quy trình với mục tiêu thuận lợi an toàn nhất cho hành khách.